Alo các bạn, hôm nay John sẽ ghé qua tiệm Nhật. Tiệm Nhật, đây là cái tiệm Nhật đây nè. John sẽ ghé qua Mishuwa Marketplace. Đây là một cái tiệm, nó vừa là của Nhật bán chợ và đồ ăn nha các bạn. Thì đó các bạn thấy đó. Thì các bạn ơi, đây là Mishuwa. Bên này tay trái là bán giống như là đồ ăn trái cây, giống như cái supermarket. Còn phía bên này thì là đồ ăn, đồ uống. Thì các bạn thấy đó, đây là Mishuwa đó các bạn. Tiệm này nằm ở trên Costa Mesa nha. Đó, các bạn thấy đó. Đấy, thì các bạn, đây là Mishuwa, một cái tiệm marketplace đó, ở trên Costa Mesa gần phi trường John Way. Đó, thì các bạn thấy đó, đây, tiệm nó đây đây. Thì các bạn thấy đó, rất là nhiều người ăn. Đó. Ở đây nó có rất là nhiều nè, nó cho phê nè. Các bạn thấy đó, mình muốn ăn món gì thì mình ghé vô tiệm đó mình ăn. Các bạn thấy chưa, khu này nó nằm ở trên gần John Wick Airport đó các bạn. Thì đây thì các bạn thấy đó, thì ở đây họ bán là đây là những vật đồ họ bán, vật sample này, mấy cái mà để cho mình coi này, cái giá cả này. Thấy không, thì rất là hấp dẫn luôn đó, thấy chưa. Thì cho đi một vòng các bạn coi đó. Thấy chưa, bây giờ John vô, John sẽ order đây. Các bạn thấy đó, John order 3 phần ăn ở đây. Thì cái tiệm này đây, thì đây là các bạn. Đó, bây giờ John sẽ cho coi order cái gì nha. Như đây các bạn ơi, John order 3 phần và tổng cộng là 31.79 đó các bạn. Đó, John order 3 cái. Đây là Teriyaki Saba Saba Udon đây, John order cái này. Rồi kế tiếp là John order cái Teriyaki Bowl này. John order cái này là beef soba đó, là mì này, là một soba, là mì sợi nhỏ, udon là mì sợi lớn. Đây đây là quang cảnh ở tiệm Matsuda đây. Tiệm đây là mình có thể mình order xong mình thì mình ra mình kiếm bàn mình ngồi mình ăn đó các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là tiệm này của Nhật đó. Thì các bạn thấy đó. Bạn ơi, thì đây là 3 phần John order đây. Đó, các bạn đã thấy không? Đó, 3 phần order. Đó. Ok. Thôi chào mừng các bạn nhé. Thank you.